Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với câu chuyện là Mà nuôi ma gà của tác giả Thu Thảo. Là một câu chuyện, thưa quý vị, cũng rất hay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Tiếng xe máy cà tàng bình bịch kêu ồn nã cả một góc sân khiến cho gã đàn ông đang ngồi đọc báo trước bàn làm việc phải giật mình. Hắn thò đầu ra khỏi cánh cửa kính khép hở, một dạng cửa lùa khung nhôm kiểu cũ. Mỗi lần kéo ra kéo vào lại kêu lên ken két nghe rất chói tai. Âm thanh đó lại hòa cùng với tiếng nổ của ống pô xe máy lại càng khó chịu. Gã đẩy cặp kính dày cộm lên trên rồi nheo mắt nhìn lại, cố nhìn ra bên ngoài vì khoảng sân trước trụ sở trạm xá bản Lùng Sa này quá tối. Dù khi ấy mới chỉ hơn 5 giờ chiều, ánh đèn xe máy chiếu thẳng vào mặt khiến Bảo phải cau mày dừng lại. Dùng tay che trước mắt rồi bằng một giọng hơi gắt: "Ai đấy, tắt đèn đi xem nào." Người lái xe không tắt đèn cũng chẳng thèm dựng chân trống, cứ như vậy để cái xe ngã bổ chừng xuống sân. Bảo hơi hoảng hốt không hiểu ai lại làm cái trò này. Nhưng tiếng chân kia lại lao lại được vài bước thì ánh sáng trên thềm nhà hắt xuống, soi rõ gương mặt quen thuộc của một người đàn ông trong bản. Đó là cậu thanh niên gần 30 nhưng chưa vợ, con trai của ông lão bán hàng bách hóa lớn nhất của bản Lùng Sa. Anh Bảo ơi, đi ngay với tôi, nhà tôi có chuyện rồi, bố tôi đang yên đang lành lại ngã lăn đùng ra." "Cái gì?" Bảo cau mày đáp lại, há hốc mồm nhìn Báo, hỏi thêm một câu nữa: "Ông Pi uống rượu say hả?" Bảo hỏi vậy là mặc dù Báo đã gần 30 nhưng bố của gã không hơn gã bao nhiêu. Người dân tộc vùng này vẫn thường có tục lệ tảo hôn, nhất là trước đây khi mà chưa được chính phủ tích cực tuyên truyền. Chính ông Pi, bố đẻ của Báo, cũng đã là nhân chứng cho tục tảo hôn ngày ấy. Bởi vì mặc dù con trai ông đã gần 30 nhưng ông Pi vẫn còn rất trẻ. Năm nay 48 tuổi. Nghĩa là khi mới 16-17 tuổi ông Pi đã lấy vợ sinh con. Nhưng hóa ra Báo lại không được như bố mình, cứ lần khân mãi chưa lấy vợ. Báo nghe Bảo hỏi thì lắc đầu quẩy quẩy nói: "Không, bố tôi có uống rượu gì đâu, giờ mới hơn 5 giờ thôi, ai lại uống rượu lúc giờ bữa như thế." Bảo không kịp nghe tiếp đã chạy vội vào trong văn phòng, khoác túi đồ người bác sĩ lên vai, lật đật chạy ra ngoài, suýt nữa thì quên khóa cửa khu trạm xá. Bảo thật ra không phải là bác sĩ, gã chỉ là một y sinh tốt nghiệp trường trung cấp y dược mà thôi. Xuất thân con nhà dưới phố nhưng vì khả năng học tập có hạn, thi đại học mấy lần không đỗ, cho nên Bảo đành phải nhảy vào trường cao đẳng y này để học tập trở thành một anh hộ lý hoặc y tá gì đó. Thế nhưng trời chẳng chịu lòng người, học hành dòng dã mấy năm nhưng đến khi ra trường Bảo vẫn không xin được việc ngoài thành phố. Cái đời gã nộp đơn xin việc lên tận cái nơi khỉ ho cỏ gáy, đi nửa tiếng mới thấy một cái mái nhà này. Có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Bảo mới nộp đơn chưa đầy một tuần thì đã được gọi đi làm ngay. Khi ấy bố mẹ của gã ở nhà đã chán thằng con trai vô dụng lắm, cho nên chẳng những khuyên con mình đừng đi đến nơi rừng thiêng nước độc thâm sơn cổng cốc. Bố của Bảo còn nói: "Thôi đi mấy năm, ở đây thiếu thốn nhưng mà được cái sau này nếu mà có về đây ấy, thì cũng đãi ngộ cũng không có nhỏ." Bảo biết thừa lòng cha mẹ muốn đá đít hắn đi ra khỏi nhà cho tự lập, cho nên đành bấm bụng chịu đựng dứt áo ra đi. Và kể từ đó đến nay, Bảo đã công tác trực tiếp ở bản Lùng Sa này được hơn 3 năm. Trong suốt quãng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn ấy, Bảo đã lặn lội khắp các con đường, chui rúc đến từng bụi cây khe nước, vào từng nhà dân trong bản và cả những nơi đồng hoang rừng vắng để làm công tác khám chữa bệnh cho bà con. Thật ra thì tay nghề của hắn cũng xoàng thôi, đa phần là thay mặt chính quyền cấp phát cho bà con các loại thuốc phổ thông như là cảm cúm, nhức đầu, hạ sốt, đau bụng đi ngoài. Thỉnh thoảng thì kiểm tra vết thương cho một vài người nông dân nên nương bị ngã, hoặc là cập nhiệt độ khám bệnh qua loa cho những người bị cảm mạo bình thường. Thế nhưng vì đã thành quen, dân bản cũng ưng cái bụng vì Bảo nhiệt tình, cho nên dù biết hắn chỉ là y tá nhưng cứ lâu dần tiện miệng gọi hẳn bằng cái chức danh cao quý hơn, đó là bác sĩ Bảo. Bảo biết đường đến nhà của ông Pi từ lâu, nhưng tiện cái xe máy của cậu Báo, hai người cứ như vậy lao đi vun vút trên con đường núi gồ ghề quanh co hiểm trở. Bảo ở đây đã lâu, vừa quen thuộc địa hình, vừa quen cách lái xe của dân bản, cho nên không thích sợ. Chứ nếu là người từ nơi xa đến đây, có khi chưa kịp tới nơi đã trụy tim mà chết. Đoạn đường từ trạm xá đến nhà của ông Pi cũng khá xa, vì ở hai đầu của bản, nhưng vì tình thế nguy cấp và vì Báo cũng là người bản địa, thông thuộc đường đi lối lại, cho nên chỉ mất chừng 10 phút, hai người đã có mặt trước căn nhà sàn bề thế, làm toàn bằng những thân gỗ xẻ to lớn khang trang, là dấu hiệu rất rõ ràng trong một gia đình đại phú của vùng núi xa xôi hẻo lánh này. Vừa dừng bước trước cửa đã lập tức có một người chạy ra đón. Đó là một người phụ nữ tuổi chừng 30, trông còn rất trẻ. Nhưng đấy không phải là con cái trong nhà của ông Pi, mà lại chính là người vợ lẽ mà ông mới cưới được vài năm về trước. Cô Diệu lấy ông Phi năm 26 tuổi. Cái tuổi đối với con gái ở đây cũng được coi là không còn trẻ. Đàn bà trong bản Lùng Sa này vẫn thường lấy chồng từ năm 18. Ấy vậy mà cô Diệu lại kết hôn quá muộn. Đã vậy lại kết hôn với một người hơn cô gần 20 tuổi. Điều đó là điều khiến cho dân bản này thắc mắc. Người ta còn thắc mắc hơn nữa là vì ông Pi tuy giàu có nhưng cực kỳ yêu vợ. Chẳng hiểu tại sao chỉ sau một lần chạy hàng sang tỉnh khác, khi về lại dắt theo cô gái này. Diệu trở thành vợ bé của ông Pi cũng từ ngày đó. Cô không xấu cũng không quá đẹp. Nếu chỉ so về nhan sắc thì thậm chí còn không sánh được sự mặn mà sắc sảo như là bà Pi. Chẳng cần phải nói cũng biết bà Pi lồng lộn đến độ nào. Nhưng ở vùng này người ta vẫn còn giữ thói đa thê. Chỉ cần người đàn ông nhiều tiền là có thể cưới thêm 2-3 vợ. Huống hồ ông Pi lại là một đại phú hào ở bản Lùng Sa. Lúc đến đây ông mới kết hôn thêm một lần nữa là còn muộn đấy. Ông Pi lấy cô Diệu được hơn 2 năm thì bà Pi dường như đã quá uất ức vì bị chồng xa lánh cho nên lâm bệnh mà chết. Cô gái trẻ nghiễm nhiên trở thành người ôm tay hòm chìa khóa, quán xuyến tất cả mọi việc trong nhà, rồi tuổi đời chỉ sàn sàn với Báo. Bảo nhảy xuống sau chiếc xe của Báo, tay ôm chiếc cặp da đựng đồ dùng khám bệnh, nhưng đôi mắt láo liên nhìn vào trong sân. Cô Diệu trông thấy bộ dạng thấp thòn của Bảo thì cũng phải phì cười, dù tính tình của ông Pi đang nước sôi lửa bỏng. Báo dắt theo vào trong sân, tiện tay kéo luôn Bảo theo và lên tiếng nói: "Anh vào đi, nó không còn ở đây đâu." Bảo ngạc nhiên ngoái cổ thẫn thờ hỏi: Không còn là thế nào? Nó bị ai bắt mất sao?" Báo khi ấy dắt xe đến gầm sàn của nhà, chỉ còn cô Diệu đứng ở trên thang gác đợi Bảo. Cô buồn buồn trầm giọng mà nói: "Nó chết rồi còn đâu, tự nhiên lại lăn quay ra chết." Bảo nghe xong nửa mừng nửa sợ, nhanh chân chạy vụt lên thang, như thể vẫn ám ảnh cái vật vừa mới chết kia lại sổ ra lần nữa. Cái vật ấy dĩ nhiên là một con chó. Con chó của nhà ông Pi không chỉ làm cho mình Bảo sợ, mà còn là bóng ma phủ sức mạnh uy quyền lên hầu hết bọn trẻ con từ 3 cho đến 16 tuổi trong bản Lùng Sa. Vì mỗi lần có đứa nào vô tình dại dột đi ngang qua trước cổng của ông Pi mà không để ý thế nào cũng bị con chó sổ ra, dọa cho mất mật. Tầm tháng trước chính Bảo cũng phải tận tay chích ngừa một mũi phòng dại và uốn ván cho một thanh niên 17 tuổi. Nửa đêm đi gẹo gái nhưng lúc về quên mất, lại đi bộ ngang cổng của nhà ông Pi. Con chó của nhà ông Pi nuôi là một con chó ngao, thuộc loại chó săn cọp đuôi mà người dân đồng vẫn thường hay nuôi. Mỗi tuổi con chó lại rất to, cao lớn như một con bê con, toàn thân đen chùi chũi. Cái mõm của nó mỗi lần ngoạc ra trông không khác gì cái ca bia lít 8 đỏ lử đầy dãi nhớt và răng nanh vàng ạch. Bảo thường xuyên phải đi khám bệnh phát thuốc cho dân bản. Hễ lần nào có việc đi qua nhà ông Pi lại phải ngó quanh ngó quẩn như thằng ăn trộm, vì e dè con chó đó sổ ra ngoạm cho Bảo một cái thì đúng là oan ra ngõ hẹp. Giờ đây nghe tin con chó đó tự nhiên lăn đùng ra chết thì Bảo mừng quýnh trong lòng, dù ngoài mặt có làm ra bộ tiếc. Bảo leo lên thang gác theo chân của người vợ trẻ của ông hào phú. Chỉ một chốc đã thấy ông Pi đang nằm rên rỉ trên chiếc giường to tướng, đóng bằng gỗ lim cực kỳ rắn chắc. Nhiều lần Bảo sang chơi cũng phải trầm trồ khen ngợi cái giường đồ sộ, thậm chí là thầm ước có một lần được đặt mông ngồi lên đấy. Lần này xem ra ước mơ thỏa nguyện mỗi tội, thay vì được ngồi thoải mái thì Bảo lại phải lôi đống dụng cụ trong túi ra thăm khám sức khỏe cho ông già nhà giàu. Ông Pi nằm ở trên giường, mặt mũi nhăn nhó méo xệ cả đi, liên tục chỉ tay vào vết thương ở trên đầu. Bảo hiểu ý nhẹ giọng an ủi người bệnh: "Đau lắm có phải không? Bác nằm yên đó để cháu xem cho nhé." Ông già được câu an ủi của Bảo thì dường như cũng nhẹ lòng, buông cánh tay run rẩy chiếu xuống. Buông cánh tay run rẩy xuống chiếu, thở phì phò như là kéo bể. Đối với những người dân ở nơi đây, việc thường đi nương rẫy thậm chí là lội suối, vấp phải hòn đá trơn vô tình trượt ngã sứt đầu mẻ chán là chuyện bình thường. Chính bản thân của Bảo cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Nhưng với một bệnh nhân có thu nhập cao như ông Pi, lại là người có tiếng nói trong bản lùng xa này, thì Bảo cần phải chăm sóc chu đáo hơn một chút. Hắn nhẹ nhàng gỡ phần băng gạc dán tạm trên trán của ông già. Máu từ vết thương đã chảy ra thấm đầy phần bông ở bên dưới, khiến cho nó kéo phần da đầu đi một chút lúc mà Bảo lôi miếng bông ra. Hắn tiến hành lấy oxy già thuốc sát trùng để rửa qua vết rách, xem có cần phải khâu lại hay không. Nhưng mới thấm hết chỗ bọt khí oxy già sủi lên, Bảo mới ngạc nhiên nheo mắt nhìn, không một vết rách. Hắn bắt đầu đứng thẳng lên, luồn tay vào tóc của ông Pi, sờ soạng khắp đầu, rồi chống tay vào mạn sườn ngơ ngác hỏi: Hay bác bị thương ở đâu thế? Hắn không đợi cho ông trả lời lại ngồi xuống giường khám lại một lần nữa cho chắc. Ông Pi khẽ đưa tay chỉ lên trán của mình rồi bảo: Đấy, vết thương rành rành đây bà, tôi ngã dập đầu xuống cậu không nhìn thấy hay sao? Bảo hơi nghiêm mặt nhìn ông ra vẻ bực mình: Làm gì có vết thương nào đâu, bác bị rách ở đâu chứ không phải ở trán. Thôi bác nằm yên cháu xem nào. Nhưng mà Bảo loay hoay mãi một lúc khá lâu cũng không lần được vết rách ở đâu mà lại chảy máu ra trán của ông già. Quả thật thì trán của ông Pi cũng có một khoảng hơi sưng một chút. Bảo tò mò dùng ngón trỏ ấn nhẹ nhẹ. Bỗng nhiên hắn giật mình, hai mắt trợn trừng, mồm khẽ há ra vì kinh ngạc. Rõ ràng ông Pi không bị thương, nhưng khi Bảo ấn tay trên phần trán của ông thì máu cứ như vậy rịn ra từ dưới lỗ chân lông bé tí. Hắn trố mắt ra tự nhủ ở trong đầu: Cái quái gì thế này? Bà không tìm ra được câu trả lời ngay trong lúc ấy, cho nên gã chỉ tiếp tục rửa chỗ máu vừa rỉ ra từ những lỗ chân lông trên trán của ông Pi, rồi lại băng lại như cũ. Bảo quay lại nhắc với Báo: Anh Báo này, 1-2 ngày nữa mà ông Pi vẫn còn thấy đau đầu đó, choáng váng hoặc là hoa mắt chóng mặt, anh phải gọi từ ngay đấy. Báo mặc dù không hiểu gì nhưng cũng gật gù ra vẻ đồng ý. Ông Pi sau khi kiểm tra thì đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi, để cho Bảo trở lại trạm xá của bản lùng xa. Lúc này Báo đã thôi không sốt ruột như vừa nãy, nên gã từ từ chậm rãi hơn, và cũng bởi trời đã tối mịt, ánh đèn xe quá yếu không đủ soi rọi con đường trước mặt, cho nên gã cũng không dám đi nhanh. Bảo ngồi sau phía xe thì ngẫm nghĩ mãi về vết thương kỳ lạ trên đầu của ông già. Bỗng nhiên từ phía trước đầu xe có một con chó lao vọt qua, khiến cho Báo phải phanh kít lại, làm cho Bảo dúi đầu vào lưng của gã. Báo liền bực mình chửi: Mẹ tin sư nhà đó chứ. Bảo không nhìn thấy con vật cho nên giật mình hỏi: Cái gì thế anh Báo? Có một con chó nhà nó vượt qua đường thôi, sao người ta lại không xích vào nhỉ? Bảo nghe Báo trả lời thì tự nhiên nhếch mép mỉm cười, thầm nghĩ trong đầu: Ngày xưa nhà ông có chó, cũng có bao giờ ông chịu xích lại đâu, giờ còn nói người ta được nữa. Nghĩ đến con chó khổng lồ như là con bê của nhà ông Pi thì Bảo bất giác vỗ vai của Báo mà hỏi: Ê anh Báo này, con chó nhà anh trông to vậy mà lại chết thì phí quá con thịt không? Bảo vẫn tập trung lái xe, chỉ ngoái cổ về sau và trả lời: Thì làm sao được, thì nhà tôi đã mời bác sĩ đây đến ăn rồi. Con chó đang khỏe mạnh tự nhiên bỏ ăn bỏ uống mấy hôm rồi chết. Nhà tôi nghĩ là nó bị bệnh hay là ăn nhầm phải bà chuột của nhà ai giải trên nương, cho nên là không dám thịt, đem chôn đi ngay. Kể ra thì cũng tiếc. Báo nói xong thì thở dài một cái, không đợi cho Bảo tiếp lời Báo đã dặn thêm: Mà lạ lắm nha, cái lúc mà tôi mang nó đi chôn đó, tự nhiên ôm trên người thấy ươn ướt. Tôi cứ nghĩ là nó chết trên vũng nước hoặc là đái ỉa ra cơ đấy bác sĩ à. Ấy vậy mà không có phải. Tôi giật mình buông cái xác của nó xuống đất thì mới nhận ra là toàn máu thôi. Mà lạ ở chỗ là thử vạch lông tìm khắp người mà không thấy vết thương nào cả, cứ như là máu đùn ra ở dưới da vậy. Bảo xứng người giật mình bật lên thành tiếng: Thế sao? Không bị thương mà lại có máu thì lạ quá. Hắn đã định nói thêm nhưng Báo đã phóng xe đến gần cổng trạm xá, cho nên Bảo đành thôi, chỉ giữ suy nghĩ kỳ lạ trong mình. Quả thật câu chuyện con chó khổng lồ của nhà ông Pi mà Báo kể hoàn toàn là sự thật. Cách đó không lâu con chó đó vẫn còn là nỗi khiếp sợ của bản lùng xa, nhất là lũ trẻ con thanh niên cho đến người già và phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Như đã nói từ trước, ai có việc phải đi qua nhà ông Pi đều phải mắt trước mắt sau, nhiều khi phải rình rập y như kẻ trộm để không còn bị con chó dữ tợn ấy sổ ra đuổi. Thế mà một dạo nọ người đi đường không thấy nó đâu. Hóa ra con vật to lớn cành càng đó không biết có mắc phải chứng bệnh gì, hoặc là vô tình ăn nhầm bả hay là thuốc chuột mà tự nhiên lan ra ốm. Những biểu hiện ban đầu của nó không có gì đáng ngại, chỉ là luẩn quẩn quanh nhà bỏ ăn bỏ uống. Nhưng càng về sau thì càng quái dị hơn. Con vật ngừng ăn đến cả mấy ngày liền, toàn thân của nó gầy rộc hẳn đi, tưởng chừng chỉ còn mỗi da bọc xương. Một con chó to lớn là như thế mà chỉ sau có độ một tuần thì đã còm cõi như một con chó già. Bước chân run rẩy, hai mép thỉnh thoảng sùi lên cả đống bọt trắng phau, nhìn vô cùng ghê sợ. Con vật dường như là sợ nắng cho nên lúc nào cũng rúc vào trong những góc tối, những bụi cây thấp, khoe ra đôi mắt trắng dã vằn vện toàn tia máu. Nhưng mà kinh khủng nhất vẫn là cứ mỗi khi chiều xuống, gia đình của ông Pi lại phải nghe tiếng nó chu lên thảm thiết rợn người. Âm thanh mà quái kéo dài từ lúc chiều tà cho đến tận tối khuya, mà mặc dù cho bao nhiêu đòn roi, đánh đập chửi mắng của người nhà, con chó vẫn không dừng lại. Nó cứ như vậy rú lên những tiếng như là sói gọi bầy. Âm thanh rùng rợn ma quái mỗi lần vang lên là làm cho lũ chó trong những gia đình khác phải cụp đuôi, nhắm mắt, ba chân bốn cẳng bỏ đi như chạy trốn. Thú vật còn như vậy nhưng mà người thì lại càng sợ hãi, phải chịu đựng những tiếng chu man dở đó. Dĩ nhiên là không chỉ có mỗi mấy người nhà của ông Pi, mà cả hàng xóm láng giềng cũng phải chịu chung số phận. Cũng may là độ chừng mấy hôm trước, con chó có lẽ bỏ ăn quá lâu thành ra kiệt sức, không còn hú nổi, và dĩ nhiên là cũng không sống thêm được lâu, cuối cùng thì lăn đùng ra mà chết. Hiện tượng của cái xác con chó thì y như lời Báo vừa kể cho Bảo nghe, nghĩa là mặc dù toàn thân nó không có lấy dù chỉ là một vết chảy, nhưng không hiểu vì đâu máu cứ như vậy rỉ ra khắp người, ướt đẫm cả bộ lông đen chùi chũi. Máu của con chó đó thậm chí đến lúc chết còn cứ tuôn ra, thấm cả vào trong cây hố đất Báo đào, diện ra trên những mặt đất khiến cho mấy bụi cây nhỏ xung quanh nấm mộ héo úa như bị dội nước sôi. Thật ra vì lúc đưa Bảo về trạm xá, Báo không kịp kể hết cho Bảo nghe phần sau của sự việc. Hắn thấy tình trạng của con chó nhà mình chết đi cũng còn kỳ lạ, cho nên hôm nọ đã thử đào xác con vật lên xem. Nhưng mà mọi việc quái đản vẫn còn chưa dừng lại. Khi Báo đào cái hố đất chôn con chó lên xem thì cái hố đó trống không, chẳng hề có cái xác nào, ngay cả một cọng lông cũng không thấy. Như thể con vật đã tan ra thành nước, thấm dần vào lòng đất chỉ sau có vài ngày. Hắn kinh hãi giật mình vội vã lấp lại cái huyệt hố vì điều quái gì vừa xảy ra, và mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên từ bên dưới. Sự việc ấy còn chưa có lời giải đáp thì lại đến chuyện ông Pi đang chuẩn bị đến nhà ăn cơm thì vấp ngã, đập dập đầu xuống thềm cầu thang gỗ. Chính Báo là người đã sơ cứu lau rửa vết thương cho bố, nhưng mà khi ấy vì vội vã hắn không chú ý tới việc vết thương của ông già không bị rách, nhưng máu vẫn rịn ra từ dưới lớp da đầu. Sơ cứu cho bố xong, Báo đã vội vã chạy đi tìm bác sĩ, vì gã sợ ông Pi ngã dập đầu xuống có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bảo xuống xe đã toan loay hoay mở cánh cổng sắt đi về trạm thì Báo đã quay đầu xe chuẩn bị rời đi. Nhưng bỗng nhiên Báo dừng lại ngoái cổ hỏi tên bác sĩ: "Này bác sĩ, bố tôi có sao không ạ?" Bảo ngừng tay chưa kiểm tra chìa vào ổ thì khẽ ngẩn ra một lúc rồi trả lời: "Anh cứ về nhà đi, theo dõi thêm tình hình sức khỏe của ông Pi. Chừng 1-2 hôm, nếu mà có vấn đề gì thì báo ngay cho tôi." Báo gật đầu để máy phóng vội đi, bỏ lại Bảo đứng trước cánh cổng sắt cũ mềm. Lớp sơn bên ngoài đã bong chóc cả ra vì nhuốm màu sương gió. Hắn bước vào trong gian nhà cấp 4 quét vôi trắng đục, đã là nơi sinh hoạt ăn ở cả mấy năm nay. Diện tích gian nhà dành riêng cho cán bộ trạm xá này vốn không to lớn là bao. Ấy vậy mà đêm nay tự nhiên, Bảo cảm thấy nó thênh thang đến độ rợn người. Gã dậm bước chân một lúc sau mới dám tiến vào, như thể vừa dấn thân vào một vùng đất hoang vu vắng lặng, đã từ lâu thiếu đi sự sống loài người. Dù rõ ràng đây chỉ là một căn phòng hết sức bình thường mà Bảo đã thuộc lòng từ lâu. Trời đã tối, Bảo nhìn đồng hồ biết mình không kịp nấu cơm, cho nên chần chừ thêm một lúc, gã úp vội tô mì ăn cho đỡ đói. Bảo ngồi xuống bàn làm việc cũng chính là nơi mà gã khám bệnh thường ngày. Một chồng sách y khoa dày cộm được đặt trước mặt của Bảo. Hắn vừa mới lấy ra từ trong cái hòm tôn cất dưới gầm giường. Bảo cần phải xem lại thật kỹ càng những chi tiết kỳ lạ về thương thế của ông Pi. Hắn vốn không phải là một người quá kỹ càng hay là có trách nhiệm với công việc, nhưng mà sự việc diễn ra hôm nay khiến cho Bảo phải suy nghĩ khá nhiều, vì chưa bao giờ hắn có dịp nhìn thấy một dạng tổn thương như thế. Bảo mở quyển sách ghi chép lại những căn bệnh da liễu thường thấy, rồi lần tìm trong mục lục những phần xuất huyết dưới da bị tổn thương. Nhưng mà đọc đi đọc lại gã cũng không tìm thấy thứ mình cần. Bảo buông cuốn sách xuống bàn, lại lật thêm mấy cuốn nữa, chăm chú xem kỹ từng trang. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đã chẳng mấy chốc đến nửa đêm, nhưng hắn vẫn không ngừng nghiên cứu. Một tay của Bảo lật từng trang giấy, tay còn lại hắn đã cầm sẵn bút, ghi chép cẩn thận từng dòng, như thể đang cố công tìm ra bằng được căn bệnh quái dị này. Trong đầu của Bảo đã vạch ra sẵn một vấn đề, rất có thể đây là một chứng bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người. Vì rõ ràng là con chó của nhà ông Pi bị trước, sau đó thì mới lan sang nhà của lão. Chỉ có điều là theo lời kể của Báo thì hắn mới là kẻ tiếp xúc nhiều với con vật, nhưng dường như chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Càng tìm tòi trong các ghi chép trên sách vở, Bảo lại càng cảm thấy mông lung khó hiểu. Rõ ràng đây không phải là bệnh dại. Cả ông Pi lẫn con chó của nhà ông đều mắc phải những triệu chứng giống nhau. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì thật ra lại hội tụ đủ các triệu chứng này, không hề được ghi lại trong y sử. Bảo căng thẳng luồn tay vào mái tóc, gãi sồn sột ra đầu cho đỡ khó chịu. Rồi bỗng nhiên Bảo giật mình ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên, mồm của gã bất giác khá hốc ra vì kinh ngạc. Cánh cửa phòng của hắn đang từ từ mở ra trước mắt, để cơn gió lạnh lẽo thâm u luồn vào bên trong, thổi bay cả đống sách vở, lật tung từng trang giấy. Nhưng điều khiến cho Bảo kinh hãi là cánh cửa phòng của hắn là dạng cửa lùa, muốn mở phải kéo sang hai bên, chứ không phải kiểu bình thường cho nên không thể bị gió thổi, mà lại hé ra như vậy. Sau phút bàng hoàng, Bảo vơ vội mấy quyển sách đang bị gió thổi tung, chèn lên bằng việc gạt tàn rồi đứng dậy nói lớn. Ai đấy? Trong giọng điệu của gã bất chợt có chút run rẩy như là sợ hãi, dù Bảo còn chưa biết mình gặp phải vấn đề gì. Rất có thể chỉ là một chút trục trặc vì cánh cửa kia đã dùng cả năm nay. Đã đến lúc nó bị hỏng hoặc là hao mòn gì đó. Nhưng từ trong sâu thẳm tâm trí của gã, bản năng nguyên thủy đang vùng lên mãnh liệt, thôi thúc Bảo cuồng chân bỏ chạy, vì hiện tượng đang diễn ra trước mắt của hắn chẳng phải là bình thường. Cánh cửa phòng làm việc của hắn đương nhiên là đã cũ, sử dụng đã qua mấy đời y bác sĩ trực chiến ở trạm xá này. Nhưng cửa kính dùng lâu thì thường hay bị xệ cánh hoặc là lệch khung. Bằng chứng là dù cánh cửa kia vẫn đang từ từ mở ra, nhưng tiếng động về cái khung nhôm bị vẹo vẫn còn đang kêu lên ken két, nghe cực kỳ đáng sợ. Âm thanh đó như là xoáy vào trong màng nhĩ, khiến cho gai ốc trên người của Bảo bỗng chốc nổi lên dần dật, tưởng chừng sắp đổi cả lớp áo trong cùng mà trồi lên vì kinh sợ. Mặt của hắn tái nhợt cả đi, đôi mắt căng ra gần như rách kẽ. Làn môi khô khốc vẫn còn cứng đờ há lớn để lộ ra cái lưỡi rụt hẳn vào, không cho tiếng hét được bật ra ngoài. Trước mặt của gã lù lù xuất hiện một bóng người thiết tha điêu linh, tà áo dân tộc màu tràm gần như lẫn với bóng đêm, nhưng vẫn phất phơ theo làn gió lạnh. Trong khung cảnh u ám tịch liêu này, xen lẫn ánh sáng nhạt nhòa lạnh lẽo, cái bóng kia đang chậm chậm từ dưới sân tiến lại. Đầu của người đó cúi gằm, để mái tóc dài buông ra phủ kín cả khuôn mặt, cho nên Bảo không thể biết được đó là ai. Mồ hôi của hắn đã ướt đẫm lưng áo, cảm giác rùng rợn khủng khiếp bủa vây tâm trí, khiến cho Bảo như một kẻ mất hồn. Đi lặng giữa bãi tha ma để thấy xung quanh mình toàn là tử khí. Là một cơn gió nữa ùa vào trong căn phòng làm việc, luồng gió âm u ấy hất mái tóc và tà áo chàm của bóng người trước cửa. Lúc này đây Bảo mới dùng mình bất giác bật lên thành tiếng nói tắc nghẹn. Bà Pi. Trong bóng tối lờ mờ của một buổi đêm lạnh lẽo, gió thốc từng trận buốt giá thấu xương. Bà Pi, người vợ đầu tiên đã chết mấy năm của ông Pi hiện về, trước cái nhìn đầy ngạc nhiên đến bất thần của Bảo. Từng luồng âm phong vi vút thổi như là tiếng quỷ khóc ma gào, rít lên giận dữ, như có hàng trăm con giòi nhung nhúc bò vào trong màng nhĩ, làm toàn thân của Bảo run lên từng chập. Hai đầu gối của hắn buồn rùn chỉ trực ngã xuống khền nhà, phải bám vìm vào cạnh bàn để đứng cho thật vững. Hắn vốn là một sinh viên y khoa, tuy không tốt nghiệp đại học nhưng mà xưa kia đã có lúc phải đến nhà xác để làm thực nghiệm. Thế nhưng mà có bao giờ Bảo thích kinh hãi đến như vậy đâu. Cái đầu nặng tính thực tế của Bảo như là mê đi, mù mịt toàn những hình ảnh rùng rợn yêu tả, còn trên hai đồng tử giãn to ra vì kinh sợ. Bóng ma của bà Pi vẫn tiếp tục tiến gần to hơn và gần hơn, cho đến khi sát gần vào bậu cửa thì dừng lại. Ánh sáng trên bóng đèn tròn treo lủng lẳng phía xà nhà chớp tắt như những luồng sét, chiếu soi nhàn nhạt một hình ảnh quỷ dị hùng hồn. Bà Pi vẫn còn đứng đó, trên người không hề có một vết thương, nhưng máu mè vẫn cứ như vậy đầm đìa rịn ra, chảy ướt cả tấm áo chàm ở trước ngực. Trong ánh sáng lờ mờ ẩn hiện, Bảo trông thấy rõ ràng khuôn mặt của bà hiện lên, méo mó như thể đang phải chịu đựng một cơn đau dày vò khủng khiếp. Bà Pi khi còn sống không phải là một người phụ nữ xấu xí, nếu không muốn nói là rất đẹp trong số những người đàn bà miệng thường du này. Nhưng mà bây giờ khuôn mặt của bà trông vô cùng khủng khiếp. Còn kinh dị hơn lúc bà vừa mới chết, dù hai má vẫn còn hóp lại với nhau, khiến cho gò má nhô cao lên tưởng chừng như sắp chọc thủng cả lớp da bao bọc. Đôi mắt của bà mờ đục, lòng trắng vần viện những tia máu đỏ gần như thể sắp hóa điên. Lao về phía của Bảo mà giang tay bóp cổ. Tiếng gió vẫn vang lên như là rên rỉ, âm thanh vì vút như một lời đe dọa từ chốn âm ti địa phủ. Lúc nghe thật gần lúc lại thật xa, văng vẳng bên tai như một lời nguyền rủa. Cái lạnh thấu xương từ trận gió phụ họa với bóng người ma quái giữa đêm khuya, làm cho cảnh vật xung quanh càng trở nên tiêu điều quỷ dị. Đôi chân của Bảo không còn đủ sức để chống đỡ nổi thân người, cứ như vậy từ từ khuỵu xuống cho đến khi cả hai đầu gối đều chạm sát nền nhà. Bà Pi vẫn đứng đó, đôi môi tái nhợt hòa lẫn với màu da, không hề hé mở, nhưng mà trong đêm trường rùng rợn, bà vẫn nghe rõ được tiếng người than vãn sầu thảm vang lên như một lời nhắc nhở. Nó giết tôi, nó sắp giết cả nhà tôi. Bảo sững người, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo, dù cho gió bên ngoài vẫn thổi vào giá bút mang tai. Trong đầu của hắn như vừa vang vọng một tiếng chuông, khiến cho cả người dường như run lên một nhịp. Âm thanh kinh dị đang không hiểu từ đâu vọng đến làm cho Bảo choáng váng cả đầu, phải đưa tay lên bịt chặt hai tay. Đôi mắt nhắm nghiền với nhau như thể vừa bị điếc. Hắn kinh hãi lắc đầu cho tiếng chuông kia biến mất, rồi bất thình lình lại mở mắt ra. Nhưng cảnh tượng bây giờ lại khiến cho Bảo thêm một phần kinh hãi. Hắn không còn quỳ sau bàn làm việc nữa mà đang ngồi bệt trên nền xi măng giữa những cơn gió rì rào đầy ai oán. Tại sao hắn lại ra đây, và hắn ra đây từ bao giờ? Bà không thể cắt nghĩa cho tỏ tường. Hắn choáng váng đứng dậy, quay người lại phía sau, toan lao trở lại căn phòng làm việc như một chốn ẩn náu cuối cùng để thoát khỏi bóng ma kỳ quái vừa biến mất trong bóng đêm. Nhưng không được. Phía sau lưng của Bảo không phải là khu nhà quét vôi vàng của trạm xá bản Lùng Sa, mà là một ngôi nhà sàn u tối tịch liêu. Cột gỗ to đùng lớn bằng cả một vòng tay của người ôm, như là biểu tượng của một gia đình hào phú. Nhà của ông Pi. Trên mảnh sân tráng xi măng rộng thênh thang ở trước mặt, Bảo ngơ ngác như một kẻ điên, quay qua quay lại trong bóng tối không thể hiểu nổi tại sao. Chỉ trong một khoảnh khắc hắn đã ở đây. Dù rằng đường từ nhà ông Pi đến trạm xá không quá xa, nhưng người bình thường không thể dịch chuyển tức thời nhanh đến thế. Còn đang hoang mang ngơ ngác thì Bảo giật mình quay phắt lại phía sau. Ở trên một góc sân khuất dưới tàn cây cao che phủ, có một bóng đen đang từ từ xuất hiện. Cái bóng đó di chuyển trên bốn chân, đôi mắt đỏ ngầu như hai hòn than, và cái mồm khoe ra hàm răng lởm chởm đầy rứt rãi. Thân thể của nó to ngang với một con bê vừa mới đẻ, nhất là cái đầu lớn như một cái nồi gang, cũng đen chùi chũi như là màn đêm thăm thẳm. Bảo kinh hãi đến đờ người vì đó chẳng phải thứ gì xa lạ, mà chính là con chó mực nhà Báo đã thông báo mới chết cách đó không lâu. Bảo lùi người lại phía sau, tái mặt bật lên tiếng hỏi, cái quái gì thế này? Đúng vậy, hắn không thể nào cắt nghĩa được mọi chuyện đang diễn ra, sự việc nào cũng nhuốm màu quỷ ma rùng rợn. Bà Pi đã chết được mấy năm thì bỗng nhiên vô duyên vô cớ lại hiện về ngay ngoài sân trạm xá, dù Bảo với bà chẳng có mối liên hệ thân sơ. Hắn đang kinh hãi vì tiếng chuông nhức óc đinh tai, thì bỗng nhiên mở mắt ra lại thấy mình đang đứng trên sân của nhà ông Hảo Phú. Và bây giờ thì con chó đen rõ ràng đã chết không lâu cũng lù lù xuất hiện. Bà vẫn cứ lùi người về phía sau, đầu ngoái sang hai bên để tìm nơi lẩn trốn. Nhưng cả khoảng sân vắng lặng mênh mông, trống hùa trống hoác, không có chỗ nào khả dĩ cho gã nương thân trước cái mồm to đùng như chậu máu của con chó khổng lồ. Không gian lặng ngắt như tờ, nặng nề đặc quánh đến mức ngạt thở. Tưởng chừng chỉ có tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của Bảo là thứ duy nhất ở đây phát ra tiếng động. Càng lúc con vật đó càng tiến lại gần, nó không hề sợ người, cứ như vậy lao về phía của Bảo. Lúc này đây thì toàn thân của nó lộ ra. Bảo kinh hãi trợn tròn đôi mắt khi nhìn thấy cơ thể của con chó đen rõ ràng gầy rộp, trơ cả xương sườn. Bốn chân của nó vừa bước đi vừa phát ra tiếng kêu nhóp nhép như đang bước trên một vũng bùn lầy lội. Nhưng dĩ nhiên thì không phải. Con vật đang đi trên mảng sân láng xi măng cứng cáp, còn tiếng động ấy chính là bởi vì nó đang tự dẫm lên những dòng máu chảy ra từ dưới lớp đông đen tuyền. Bảo chỉ nghĩ được trong đầu rằng kiểu gì lát nữa đây, con chó đen hung hãn kia sẽ lao vào vồ lấy mình, gặm một phát chí mạng vào cái cổ họng của hắn. Nhưng mà không. Giữa lúc còn đang kinh hãi thì tự nhiên Bảo giật mình, quay phắt sang một bên, hướng đôi mắt nhìn lên cái cầu thang bằng gỗ gụ vừa mới kêu lên răng rắc. Một bàn chân lạnh lẽo vừa dẫm xuống bậc thang, rồi lại thêm một bước nữa cái cẳng chân còn lại lộ ra. Bảo vẫn chưa nhìn được cho rõ đó là ai, nhưng ngấp úng đoán bừa kêu lên trong thổn thức. Bác Pi đấy à? Xuống đây giữ cho cháu con chó bác ơi, nó đập cháu bây giờ. Bảo đoán không sai, đó chính là ông chủ nhà gần 50 tuổi mới ngã ở đây hồi chiều, và hắn cũng vừa sang thăm khám. Nhưng mà ông Pi không trả lời cho Bảo, chỉ chậm chậm quay đầu sang, nhìn hắn bằng một đôi mắt vô hồn. Cử chỉ của ông già rất lạ, cứng đơ, lúc lắc như người bị động kinh nhưng vụng về như một con rối gỗ. Cứ dần giật mấy giây rồi lại xoay hẳn được cái cổ nhìn về phía của Bảo. Trong đôi mắt của Bảo hắn nhận ra hai đồng tử của ông Pi đã đục ngầu từ lúc nào, và lòng trắng của ông già đang vằn vện đầy tia máu. Một cảm giác ghê sợ bỗng bùng lên trong trí óc khiến cho Bảo rùng mình. Bước lui thêm một cái nhưng hắn đã kinh hãi trượt chân ngã nhòi ra đằng trước, vì vừa đụng phải một người nào đó ở đằng sau. Trong bóng tối lờ mờ pha lẫn hơi sương, Bảo quái hùng quay mặt lại về phía sau, thì hóa ra lù lù đó chính là bà Pi, lạnh lẽo hướng đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào mặt của Bảo. Trong đêm đen sâu thăm thẳm đó thì bất chợt vang lên một tiếng chó chu man dại khủng khiếp rợn người, vang vọng khắp không gian như một lời rên rỉ của hồn ma bóng quế. Bảo giật mình hất mặt trông ra, con chó đen xì đang ngửa cổ lên trời giống lên đông ngỏng như là một bài ca man dở mà người ta không thể nào cắt nghĩa. Tiếng chu rất lớn nhanh chóng khuấy động cả màn đêm, nhưng những nhà hàng xóm láng giềng và cả gia đình của ông Pi không ai thức giấc. Chỉ có tiếng những con chó khác đồng loạt chu lên, tạo thành một bản hòa khúc cầu hồn chuẩn bị tiễn đưa linh hồn về cõi chết. Trong âm thanh kỳ dị ấy, Bảo còn nghe được những tiếng nói âm u lạnh lẽo phát ra liên tục không hề ngừng nghỉ. Đó là tiếng nói của hai vợ chồng ông bà Pi, một giọng đàn bà và một giọng đàn ông, nhưng cả hai đều xa xôi dịu vợi như từ cõi chết vọng về. Nó giết tôi bác sĩ ơi, cứu chúng tôi, cứu gia đình tôi. Từng âm điệu thảm thiết nỉ non như thể lẫn trong nước mắt khiến cho Bảo dùng mình lạnh buốt cả sống lưng. Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ma quỷ thì đến lúc này quả thật Bảo cũng phải tin, nhưng còn ông Pi thì sao? Mấy chiều tối hôm nay hắn còn chạy sang thăm khám, chẳng lẽ cũng đã chết rồi hay sao? Bảo không trả lời được nhưng còn đang thắc mắc khôn nguôi, toan mở miệng hỏi tại sao hai người nói vậy thì một tiếng động chói tai lại vang lên một lần nữa. Đó là tiếng chuông ban nãy, lần này trầm hơn nhưng tần số thì cực kỳ khủng khiếp. U một cái nhưng làm hồn phách của Bảo như là siêu thăng tịnh độ, tưởng chừng chỉ muốn nghe phải thêm lần nữa hắn cũng hóa kiếp mất vong. Âm thanh đó một lần nữa khiến cho Bảo phải bịt tai nhắm mắt lại như một phản xạ của người phải nghe thấy một tiếng bom. Nhưng hắn làm như thế được bao lâu thì đang nghe tiếng người hét vang rất lớn. Bác sĩ, bác sĩ ơi! Bảo vùng đứng dậy nhưng mà va đầu thật mạnh vào một vật cứng ở phía trên, làm cho hắn cực kỳ choáng váng, hoa mày hoa mắt. Hóa ra hắn vừa đập đầu vào cạnh bàn làm việc. Không gian bất thần quay phát trở lại về đúng phòng khám trong trạm xá của bản Lùng Sa, khiến Bảo một lần nữa cực kỳ bối rối, không thể cắt nghĩa được mọi chuyện đang xảy ra là hư hay thật. Nhưng còn đang luống cuống thì tiếng gọi bên ngoài lại cất lên như thúc giục. Bác sĩ, dậy đi, nhanh lên. Bảo như một kẻ sực tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng lao ra ngoài, kéo tung cánh cửa nhôm kính cũ mềm khiến cho nó két lên một tiếng. Quả nhiên hắn đã trở lại trong trạm xá, đứng ngoài cổng là một dáng người rong rong, nhìn khá là quen mắt, dù trời vẫn còn rất tối. Bảo cũng nhận ra ngay đó chính là Báo, đang đứng trước đầu xe chắn ngang ánh đèn, khiến bóng của gã trở nên mảnh khảnh một cách quái đản. Thế Bảo tung cửa chạy ra, Báo đã lên tiếng ngay. Nhanh lên bác sĩ ơi, bố tôi sắp chết rồi. Không cần Báo phải nói hẳn ra, vì ngay từ lúc nghe thấy tiếng của Báo ở bên ngoài, Bảo đang ngay lập tức liên tưởng đến một sự việc kinh dị vừa có thể diễn ra và gã nhận ra. Đúng cái lúc mà ông Pi chết đi thì ông hiện hồn về báo mộng cho Bảo biết. Chỉ có điều tại sao ông già lại báo cho hắn mà không phải là đứa con trai sống cùng một nhà thì Bảo không thể nào cắt nghĩa cho tường tận. Chiếc xe máy dừng lại dưới cổng của căn nhà sàn đã ánh lên ánh đèn đóm từ lâu. Bà mẹ kế trẻ tuổi của Báo không đón gã như là lần trước. Nhưng khi Bảo chưa leo lên cầu thang thì đã thấy tiếng khóc rấm rứt phát ra từ phía nhà trên. Báo gạt luôn Bảo qua một bên, vội vàng chạy lên, vừa đi vừa nức nở. Bố ơi, sao bố bỏ con đi thế này? Chẳng cần phải đoán già đoán non, nghe tiếng khóc giống lên như vậy, Bảo đã hiểu ra ngay được vấn đề. Rõ ràng là ông Pi đã chết dù lúc tối nay vẫn còn minh mẫn trả lời câu hỏi của gã bác sĩ đang chết lặng đứng dưới cầu thang. Dù Bảo rất sợ nhưng vẫn cố làm tròn trọng trách của một vị lương y. Hắn dậm bước tiến lên, đi vào trong nhà để kiểm tra lần cuối cùng cho chắc chắn là ông già không còn tại thế. Thế nhưng mà Bảo còn chưa đi đến cái giường của ông Pi thì đã giật mình sững sốt, mặt quay phát sang bên vì mùi máu tanh nồng nặc đang bốc lên từ phía ông già. Báo đang ôm lấy xác của bố, nhà chỉ có vài ngọn đèn tiếp nhưng ánh sáng nhạt nhạt lạnh lẽo của nó vẫn soi rõ được những giọt máu đang nhỏ tong tong xuống sàn gỗ nâu thẫm, thấm xuống cả dưới nền đất. Bảo kinh hãi há mồm lên tiếng hỏi. Cái gì? Tại sao thế này? Báo quay sang nhìn Bảo, toàn thân của hắn như là dính bê bết máu của ông Pi, nên cả người như thể vừa mới nhúng vào trong chậu tiết. Bên cạnh Báo, cô Diệu vẫn đang khóc đứng ngồi không yên, vật vã lăn lộn như một con đỉa phải vôi vì tình cảnh thê thảm của ông chồng già vừa chết ở trên giường. Dấu vết chứng tỏ cô đã nằm nghiêng người nên bị máu từ ông Pi chảy sang. Không ai trả lời cho Bảo, chỉ có tiếng khóc tắc nghẹn của người vợ trẻ là vẫn còn vang lên không đứt. Ôi mình ơi, sao mình đã dứt tình dứt nghĩa bỏ tôi đi vào lúc này? Đứng trước khung cảnh tang thương kinh dị ấy, Bảo chẳng biết làm gì ngoài việc chết lặng đứng im, chôn chân tại chỗ như là một kẻ mất hồn. Trước mắt của gã, hai người kia vẫn đang quỳ mọp bên cái xác đầm đìa máu của ông Pi, vật vã khóc than như là muốn níu lại trên dương thế linh hồn của người thân thuộc. Trong cái không gian tiêu điều tăng tóc này thì bất giác Bảo cảm thấy rợn rợn sống lưng, như thể có một đôi mắt vô hình nào đó đang khuất trong bóng tối ở bên ngoài, chòng chọc theo dõi từng cử động của gã, âm thầm quan sát như một con ác thú rình rập con mồi, chỉ chờ cơ hội đến gần là sẽ lao ra màn đêm thăm thẳm, cắn một phát chí mạng để đoạt mạng kẻ thù. Tiếng góc tiếng gào trong căn nhà sàn bề thế của ông Pi chỉ trong chốc lát đã lôi kéo hàng chục người hàng xóm tò mò sang quan sát. Họ đa phần đều đã biết tin con chó dữ của nhà ông Pi đã chết, cho nên mới dám bạo gan như vậy. Chứ trước đây thì các vàng chưa chắc đã có ai dám ló mặt sang nếu như không có nhà ông Pi bảo trợ. Một vài cậu thanh niên với các bác đàn ông cứng vía nên không nén nổi sự hiếu kỳ đã lao nhanh lên thang gác, bước hẳn vào trong nhà vừa cứ ngỡ gia đình của ông Pi bị trộm. Cho đến khi họ thấy cái xác đầm đìa máu của ông chết vật trên giường thì mới tái mặt nhìn nhau. Lúc ấy Bảo ngồi bên cạnh giường dùng bông băng lau bớt đi những vết máu đang đọng ở trên người của ông Pi, sắp khô lại vì cái lạnh vùng biên viễn. Gã quay lại phía sau nhìn những người đang túm tụm bàn ra tán vào. Họ hình như là sợ sệt một điều gì đó, cho nên không ai dám đến gần người chết. Bảo biết rằng ở vùng giềng thiêng nước độc thâm sơn cùng cốc này, có đôi khi người dân vẫn giữ lại trong lòng những sự mê tín rất viển vông, nhưng lại ăn sâu vào tận thâm căn cố đế, có tuyên truyền thế nào cũng không bỏ được. Khá hiểu thế cho nên không mấy quan tâm, chỉ chòng chọc nhìn vào cái xác cứng đờ của ông Pi đang nằm trên tấm chiếu. Và điều khiến cho Bảo phải giận người là mặc dù trên thân thể của ông Pi đầm đìa máu, nhưng không hề có một vết thương nào. Quanh khóe miệng và những lỗ mũi lỗ tai cùng với máu, nhưng sâu bên trong thì không, chứng tỏ là máu không phải ộc ra từ thất khiếu trên đầu của người chết. Bảo bàng hoàng quan sát thật kỹ xác của ông già giàu có và dùng mình nhớ lại câu chuyện về con chó đen mới chết chưa lâu. Hắn trong lúc mà lau sạch máu cho thi thể đã lén dùng tay ấn mạnh trên da. Phần da đó không đàn hồi mà lại là lún xuống rất lâu. Máu cũng rỉ ra từ chính các lỗ chân lông ở đó. Mùi tanh lợm ròng đến mức buồn nôn chứ không phải bình thường như đầm mùi máu của người còn sống. Rõ ràng cái chết của ông Pi và con chó dường như có liên quan mật thiết với nhau. Nhưng Bảo không thể biết được đó là do chứng bệnh truyền nhiễm nào gây ra. Hắn cũng cẩn thận đeo găng tay khẩu trang tránh để máu của người chết tiếp xúc trực tiếp với mình. Lúc đang lau những vết máu cho thi thể thì đột nhiên Bảo phải ngừng lại để lắng tai nghe. Lẫn trong tiếng khóc than ai oán của vợ con ông Pi và tiếng dân bản xuống vào để an ủi như đã phân nêu với gia đình tang quyến, thì còn có cả những lời bàn tán rất khác thường khiến cho Bảo phải để tâm chú ý. Trong đám đông đứng gần giường của người chết có kẻ nói: "Lạ quá ông bà, sao lại giống như thế này?" Một giọng khác cũng cất lên nhưng còn nhỏ hơn, như thể không muốn ai nghe được: "Hai vợ chồng chết giống hệt nhau. Ông có nhớ lúc bà Pi chết cũng máu me be bét thế này không?" Người ban nãy liền đáp: "Tôi quên làm sao được chứ hả? Chính tôi là người phải đem cái chậu nước pha lẫn với máu của bà Pi đi đổ. Lạ nhất là cái chỗ nước đó hắt vào cây thì cây chết, đổ vào cỏ thì cỏ úa, kinh thật đó." Những lời bàn tán của những người dân khiến cho Bảo giật mình. Nhìn xuống cái xác hắn đang vệ sinh, đôi mắt của Bảo thoáng chút hãi hùng vào vùng ký ức trong đầu lôi gã lại những ngày tháng xưa cũ. Bảo về bàn Lùng Sa này khi bà Pi vẫn còn tại thế, và lần nào hắn đi qua nhà ông bà cũng bị bà kéo vào uống nước. Phần vì người nhà quê ngày xưa rất nể những kẻ học thức, phần vì trong mắt của bà con dân bản, Bảo không phải là một tay y tá tầm thường, mà là một bác sĩ có kinh nghiệm, đã sẵn sàng bỏ miền xuôi lên miền ngược để phục vụ chăm sóc cho sức khỏe của người dân. Bởi vậy cho nên hắn khá là được lòng bà con ở bản, và đương nhiên là cả bà vợ của ông Pi cũng rất là quý Bảo. Nhưng mà những câu chuyện mạn đàm trong nhà của ông Pi khi ấy đa phần không phải liên quan đến sức khỏe, mà chỉ quanh đi quẩn lại việc bà Pi cảm thấy ức chế với người vợ mới của ông già. Mỗi lần như vậy Bảo thường gật gù cho qua câu chuyện chứ không dám tham gia nhiều. Dù gì cũng là việc của nhà người ta, ăn thua gì đến mình mà can dự. Hắn nghĩ như thế, và thường thường là sau chục phút nghe bà Pi ca cẩm, Bảo đứng dậy xin phép ra về. Cho đến một dạo nọ, sau khi hoàn thành chuyến công tác liên tỉnh, học hỏi kinh nghiệm kéo dài gần 2 tháng trở về, hắn không thấy bà Pi gọi mình vào uống nước như mọi bận. Cảm thấy khá tò mò, Bảo trực tiếp lấy cớ cầm can rượu gạo vào nhà ông Pi chơi, rồi bất giác giật mình khi nhìn thấy bà Pi lù lù xuất hiện. Nhưng không phải xuất hiện ở cửa đón gã như mọi ngày, mà là bà Pi xuất hiện trên bức hình chụp màu, dựng ngay ngắn trên bàn thờ ở giữa cửa. Hóa ra trong lúc Bảo đi công tác thì ở bản Lùng Sa, bà bạn tâm giao suốt ngày kể xấu người vợ hai của chồng đã lăn đùng ra chết. Hắn không có mặt cho nên chẳng biết gì về nguyên nhân cái chết của bà. Lúc nào bà cũng khá bận bịu vì phải triển khai công tác sau những ngày đi học hỏi kinh nghiệm ở các tỉnh bản, cho nên lại càng không có thời gian quan tâm nhiều đến các biến cố xảy ra ở trong bản. Mãi cho đến hôm nay hắn mới giật mình nghe được hung tin hai cái chết của vợ chồng ông bà Pi và cả con chó mực hung dữ trong nhà đều có triệu chứng không khác gì nhau. Bất giác Bảo đưa mắt về phía sau, liếc nhìn về phía người vợ trẻ và thằng con trai đang khóc lóc thảm thiết, lăn lóc trên cái khám đất ở giữa nhà. Xung quanh là hàng chục những người đang ra sức khuyên răn và an ủi. Đám ma của ông Pi cũng có mặt của bác sĩ Bảo, thậm chí người nhà bà con trong bản còn tin tưởng giao cho Bảo cái trọng trách được đọc điếu văn cho người chết, vì ông trưởng bản đã già mắt mũi kèm nhèm không đọc nổi con chữ. Hắn cũng đành bấm bụng cáng đáng cái trách nhiệm ghê gớm ấy, Mặc dù đám tang thất bật là thế, nhưng mà Bảo thi thoảng vẫn nghe được những lời bàn ra tán vào của những người dân sống quanh đó. Đa phần đều liên quan đến mấy cái chết trong nhà của ông Pi, bởi đối với họ đó là những cái chết lạ thường, rùng rợn hơn nữa, nhưng lại có tình trạng thi thể giống hệt nhau. Dù chẳng ai nói toẹt ra nhưng người ta cũng sợ, không có người nào dám đến gần cái áo quan cái xác cứng đờ của ông Hảo Phú. Bên cạnh linh cữu của ông Pi chỉ còn Báo đang còn chống gậy đưa ma cho bố và cô vợ trẻ ngồi bệt dưới nền nhà, thỉnh thoảng lại đập đầu bôm bốp vào thành quan, tưởng chừng có thể gọi người chết bật tung nắp áo quan mà sống lại. Từ hôm trước khi biết được cái chết của bà Pi, chẳng hiểu sao trong lòng của Bảo cứ lấn cấn bất an, như thể gia đình của hai vợ chồng ông bà này đang nắm một bí mật dị thường gì đó mà Bảo cần phải khám phá ra. Một điều lạ lùng hơn là hắn vốn chỉ là một người ngoài, không hề có họ hàng thân thích, lại là kẻ từ nước khác đến đây. Không hiểu vì sao mà ông bà Pi hiện về với hắn. Bà vừa giúp mọi người cử hành tang lễ vừa cau mày suy nghĩ. Quái lạ, rõ ràng con trai của ông bà sống sờ sờ thế kia, ông bà không hiện về với nó mà lại hiện hồn về với tôi làm gì. Hắn vừa nghĩ như thế lại vừa nhớ đến những lời nhắn nhủ không dứt của hai vợ chồng ông Pi. Họ hiện về với Bảo hai lần trong cùng một đêm, và lần nào cũng vậy, đều nói rằng bị người ta hãm hại. Nhưng người đó là ai thì Bảo không thể nào biết. Ông bà Pi cũng thuộc hàng giàu có ở đây, thế lực uy quyền chắc cũng lớn, không thiếu gì kẻ thù. Nhưng kẻ nào có thể có những biện pháp gây chết người kỳ dị thế kia thì Bảo không thể nào đoán được. Mọi nghi vấn của gã đều giống như là nước lã đổ vào lòng biển, hòa tan ngay và không tìm ra lời giải. Đám ma của ông Pi diễn ra êm đẹp không khác gì khác lạ, cho nên Bảo trở lại với cương vị bác sĩ của mình. Và câu chuyện kia có lẽ sẽ chìm vào quên lãng vì tính tình hời hợt vô tư quá đáng của gã. Cho đến một hôm sau tang lễ của ông Pi chừng một tháng thì một sự việc quái dị xảy ra khiến cho Bảo buộc lòng phải lật vấn lại vấn đề. Thôi hôm ấy trời mưa không lớn lắm nhưng rả rích lê thê kéo dài suốt từ đầu giờ chiều cho đến lúc này không dứt. Đó cũng là đặc sản thời tiết ở đây, trái ngược hẳn với mưa ven biển, chỉ rào một cái là chấm dứt. Mưa miền núi thường kéo dài lê thê, nhiều khi đến mấy ngày mới dứt. Bảo chán nản đứng dưới mái hiên nhìn khoảng vườn sân trước hắn vừa mới chăm hôm trước. Thực ra công việc của Bảo ở đây cũng rất nhàn hạ, chẳng mấy khi có được dịp vào thăm khám bệnh nhân. Người đồng rừng ăn núi ở núi đã thành quen, cho nên trừ trường hợp nào quá nặng thì người ta mới tìm đến hắn. Chứ bình thường những chuyện đi nương đi dẫy bị sứt tay sứt chân, hay là hay ho sốt cảm mạo, thậm chí là ốm lăn ốm lóc, dân bản toàn tự hái thuốc về hoặc là cứ nằm đó cho tự khỏi. Bởi vậy mà ngoài việc trực ban trong trạm xá, bà cũng thường xuyên làm vườn tăng gia sản xuất, phụ trợ cho nguồn lương thực vốn nghèo nàn ở đây. Trời mưa rả rích thế kia làm mấy luống rau Bảo mới gieo hôm trước có nguy cơ bị thối mất rễ, thành ra gã tiếc đứt ruột, cứ đứng nhìn mãi mà thở ngắn than dài. Đứng lâu cũng mỏi ảo uể oải vươn vai, toàn xoay lưng bỏ vào trong để chuẩn bị đi nằm thì đột nhiên gã giật mình choáng váng. Trong mảnh vườn nhỏ trước sân khu trạm xá bỗng đâu xuất hiện mấy bóng người. Rõ ràng từ nãy đến giờ hắn đứng đó nhìn thì chẳng thấy ai, thế mà chỉ trong một khoảnh khắc đã thấy mấy bóng đèn lố nhố hiện ra. Bảo giật mình thôi chứ không hoảng lắm, vì dù bản Lùng Sa cũng là nơi hẻo lánh nhưng lại rất là nơi an ninh. Thanh niên trong bản hiền lành chân chất, không có thói quen rượu chè quậy phá hay là chơi bời nghiện ngập. Bởi thế mà Bảo nghĩ ngay là có ai đó có việc nhờ cho nên đến tìm. Chỉ là một điều là sao họ không đi theo lối cổng mà lại trèo tường chui vào vườn thế kia. Bài cau mày nhìn trong đầu hơi bực mình vì sợ mấy luống rau bị dẫm nát, gã lên tiếng hỏi giọng hơi gắt gỏng. Này, ai đấy? Sao không đi theo lối cổng kia? Trèo vườn vào làm gì hả? Ăn trộm ăn cắp gì đấy? Gã biết gã là kẻ có tiếng nói ở trong bản, lại được bà con kiêng nể vì tri thức nên cũng thỉnh thoảng cũng hơi sẵn giọng. Bình thường nếu đó là người trong bản chắc chắn sẽ đáp lời ngay. Ấy thế mà bóng người kia vẫn im thin thít, lù lù bước đến như chẳng hề biết gã là ai. Bảo hơi bất ngờ, đầu dướn ra đằng trước, dính cả nước mưa từ mái nhà rỏ xuống. Hắn vốn cố nhìn trời tối quá không biết là ai, cho nên đành phải cất giọng hỏi thêm một lần nữa. Này, ơ kìa ai vậy? Gọi không thưa là thế nào? Bỗng nhiên Bảo giật mình tắt ngay câu nói, sắc mặt khi nãy còn nghiêm trọng bây giờ đã trở nên tái xanh, và đôi chân của gã bất chợt run lên bần bật như một lão già mắc chứng kinh phong. Bởi lù lù xuất hiện và bước đến giữa sân là ba bóng người quen thuộc cùng với một vật đen chùi chũi to lớn như là một con bê. Chẳng phải ai xa lạ, đó chính là hai vợ chồng của ông bà Pi, con chó mực và cậu con trai tên là Báo. Một luồng gió lạnh ùa vào hắt nước mưa ướt đầm người của Bảo, nhưng dường như hắn đã quên cả rét, cho dù chân tay vẫn cứ còn run lên bần bật. Hai người kia và con chó lớn thì Bảo đã biết chắc đó là ma, là vong hồn chưa siêu thoát, nhưng mà tại sao đi cùng họ lại có cả Báo thế kia? Câu hỏi ấy tự nhiên trong đầu của Bảo khiến cho Bảo dùng mình kinh hãi, sống lưng đột nhiên lạnh cóng như vừa có ai đó hất cả xô nước đá vào người. Bảo loạng choạng lùi về phía sau khi ba bóng người và con chó khổng lồ từ từ tiến lại, nhưng đôi chân của gã vô lực luống ga luống cuống vấp hẳn vào nhau, làm cho Bảo ngã vật ra ngồi bệt luôn lên trên nền đất. Gã chưa bỏ cuộc, vẫn kinh hãi bỏ lụi lại bằng cả tứ chi, nhưng sau gáy thì không có mắt, cho nên Bảo lùi hẳn vào một góc tường không nhích đi đâu được nữa. Hắn ngồi đó nét mặt thẫn thờ kinh hoàng. Trước mắt là những bóng người thoát ẩn thoát hiện, điêu linh rùng rợn và con chó đen xì mồm đỏ au như là chậu máu. Trong khoảnh khắc, Bảo đã bị hãm cứng ở góc tường, trơ mắt nhìn những bóng ma dần dần tiến lại. Hắn đưa mắt nhìn về phía Báo như là cầu cứu, nhưng lại chợt nhớ ra câu chuyện hôm nào khi mà ông Pi đột ngột qua đời. Cống vào ngày đêm lạnh lẽo thế này, ông đã hiện hồn về báo cho Bảo biết ngay khi ông tắt thở. Và bây giờ thì Báo chắc hẳn cũng y như vậy, gã cũng xuất hiện ở kia, lẫn trong hai bóng ma vào phong hồn của ông bà Pi. Tiếng mưa, tiếng gió hòa lẫn với nhau tạo thành một bản nhạc âm u và lạnh lẽo. Con chó đèn mà quái cũng bất thần ngẩng đầu hú vang, từng tiếng chu như là vang vọng về từ cõi âm ti, nghe vừa chói tai vừa rùng rợn. Mưa dường như càng ngày càng nặng hạt hơn, và gió từ trên cao cũng thổi mạnh, hắt vào dưới mái hiên những giọt nước lạnh căm như là hàng trăm mũi kim sắc bén cắm vào da thịt. Nhưng Bảo không hề biết rét biết đau, hắn chỉ còn một nỗi sợ kinh hoàng đang lù lù đứng ngay ở trước mắt. Giữa những âm thanh quái đản của mưa, của gió và của tiếng chó chu dài thảm thiết, có cả những tiếng người than khóc nỉ non thảm thiết như là một khúc nhạc cầu hồn, chuẩn bị tiến đưa vong linh về nơi địa phủ. Nó giết tôi, ôi trời đất ơi, nó hại cả nhà này. Bác sĩ ơi, nó giết vợ chồng tôi rồi, trả thù cho gia đình tôi bác sĩ ơi. Những tiếng người cứ như vậy văng vẳng vang lên trong đêm đen vắng lặng. Tiếng chó kinh hoàng như những con rắn độc đang chui cả vào lỗ tai, rút sâu vào trong màng nhĩ, làm cho Bảo gần như là chết cứng. Nhưng giữa lúc ấy hắn lại một lần nữa nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên lạnh lót thâm u mà đã lâu lắm Bảo không hề nghe thấy. Đó là tiếng chuông vang lên trầm đục, nhưng như có một uy lực lạ thường đánh bay tất cả hồn phách ma quỷ. Bảo nhớ rằng mỗi lần tiếng chuông ấy vang lên là mỗi lần hắn như được kéo ra khỏi một vũng lầy, kéo ra khỏi cơn mê khủng khiếp. Lần này Bảo không bịt tai nhắm mắt lại, hắn mở trừng trừng và bất ngờ nhìn thấy ba bóng người và con chó mực quay đầu chậm chậm bước đi, dần dần tan biến vào màn mưa và bóng đêm khoảnh khắc. Tối hôm ấy, bản Lùng Sa như là thức trắng vì một hung tin rùng rợn đến điếng người. Cậu con trai duy nhất của nhà ông Pi vừa mới chết. Bác sĩ Bảo lại một lần nữa có mặt theo yêu cầu của những người dân trong bản. Hắn đổi mưa, đổi gió ngồi sau xe của người dân bản, phóng vèo vèo qua những con đường đất, những bãi sình lầy nhầy nhụa để đến kiểm tra cây xác của Báo. Bảo không còn bất ngờ như lần trước, và đương nhiên thi thể của Báo cũng không khác gì với thể trạng của ông Pi lúc chết. Máu me đầm đìa khắp cả người dù cơ thể không có lấy một vết thương. Sự việc ấy diễn ra đột ngột khiến cho cả bản Lùng Sa gần như náo loạn. Họ sợ hãi tới mức không dám cả gan bén mảng đến đám ma của Báo. Trong tăng trường chỉ lèo tèo có một vài người họ hàng và láng giềng cực kỳ thân thuộc sang để phụ giúp, chứ không đông đảo như bất cứ đám tang nào khác ở trong vùng. Bên cạnh quan tài bây giờ chỉ có người mẹ kế. Đối với dân bản và có lẽ cả ông trưởng bản già nua, thì cái chết của gia đình ông Pi có thể xuất phát từ một chứng bệnh nào đó lây truyền trong căn nhà này. Nhưng mà Bảo thì khác, đã 3 lần hắn được hồn ma về báo tin, mỗi lần xuất hiện lại là thêm một người nữa phải chết. Dù không biết được rằng những vong linh trong gia đình của ông Pi tại sao lại hiện hồn về với mình, nhưng Bảo cũng phần nào cảm thấy mình có phần trách nhiệm đối với chuyện này. Gã đã quyết tâm tìm ra bằng được thủ phạm đứng sau vụ việc này. Cơ quan chức năng thì đương nhiên là không tin những chuyện ma quỷ nhảm nhí. Đến chính Bảo ban đầu còn chẳng tin, nói gì đến những người khác, chẳng hề có chút thân thuộc nào liên quan. Hắn cũng không biết kể cho ai nghe vì sợ rằng người ta nghĩ mình thần kinh hoang tưởng. Gã lại càng không thể nào đi hỏi han dân bản vì một nhẽ bình thường. Bảo vẫn luôn đứng đầu các lớp tuyên truyền tập huấn, bài trừ mê tín dị đoan, khuyên bà con nên đi khám bệnh thay vì mời thầy mo, bà then hay là thầy pháp. Giờ lại đi nói chuyện vong linh của người chết thì kể ra là hơi vô lý. Sau mấy ngày chăn trở suy tư thì Bảo lại nhớ đến một chi tiết cực kỳ quan trọng trong những lần mà hắn gặp ma. Đó chính là tiếng chuông kỳ dị kia. Theo như Bảo nhớ thì trong bản Lùng Sa này không có chùa, người dân ở đây cũng ít ai theo đạo Phật. Nơi thờ tự gần nhất có lẽ nằm ở một ngọn núi cách bản không xa. Có lần Bảo đến để xin uống nước trong một lần đi vận động bà con. Đấy không phải là một ngôi chùa mà thật ra chỉ là một cái am nhỏ. Người tu hành bên trong đó không phải là một nhà sư, mà chỉ là một ông già sống không con không cháu. Bảo chỉ gặp một lần cho nên không nhớ ông lão tên gì, chỉ có ấn tượng khá sâu sắc về khuôn mặt quắc thước của ông. Và điều mà hắn vừa mới nhớ ra là trong cái am nhỏ đó cũng có một quả chuông. Sáng hôm ấy, Bảo đóng cửa trạm xá, để lại mảnh giấy to trước cửa thông báo mình đi vắng, rồi lấy ra ngoài con xe nguyên tàu phóng thật mạnh đến con đường mòn đi lên lưng chừng núi. Đoạn đường cũng khá là dốc, cái xe không thể nào đi lên. Bảo đành dựng tạm vào một gốc cây, không thèm khóa cổ. Cứ như vậy một mạch leo lên am thờ khuất sau mấy cây cổ thụ. Hắn còn đang chần vần gạt những tán lá sum xuê tùm rậm rạp thì đã thoáng thấy trước mặt của mình có một người đang ngồi vắt chân chữ ngũ, dáng điệu nửa như là chờ đợi nửa như là hợp ý. Vừa thấy Bảo đến nơi đã đứng dậy cúi cái đầu bạc trắng rồi phất tay kéo Bảo đi theo. Đó chính là ông cụ mà hắn quen, người sống trong cái am thờ bé nhỏ. Bảo đi theo ông già nhưng cũng ngạc nhiên lắm vì rõ ràng ông lão hình như là biết mình đang chuẩn bị đến đây. Dường như là ông lão nọ đoán được suy nghĩ của Bảo, vừa đi vừa nói vọng ra phía sau: "Ta đợi cậu lâu lắm rồi, nhưng mà giờ mới tới." Lão thở dài thành tiếng rồi không đợi cho Bảo lên tiếng nói tiếp: "Cậu giúp ta lấy mấy thứ đồ này, tranh thủ vào am nghỉ ngơi uống nước, rồi cùng ta đến nhà ông Pi luôn, gần trưa mất rồi." Bảo ngạc nhiên khựng lại lên tiếng: "Sao cô biết cháu đến tìm cụ vì việc nhà ông Pi à?" Ông lão khẽ cười nhưng vẫn cứ đi mà không trả lời. Và đến trong am, ông già đưa cho Bảo một cái túi vải, bên trong không biết đựng cái gì nhưng hơi nặng. Gã tò mò mở ra xem thì hóa ra đó là một cái chum sành cỡ nhỏ, loại hay dùng ở nhà để muối dưa. Bảo ngạc nhiên hỏi ông già: "Cái này sao lại mang chum theo hả cụ?" Ông già không cười mà nghiêm mặt đáp: "Cái chum này để nhốt ma gà." Bảo sững người tái mặt kinh hãi hỏi lại: Ma gà là sao ạ? Ông cụ thở dài rồi khẽ bảo: "Thôi tranh thủ vừa đi ta vừa nói vậy." Trên đường trở về bản Lùng Sa, ông cụ nhắc lại một tích chuyện xưa cho Bảo biết. Ma gà tiếng dân tộc gọi là phi cái, đó là vấn đề tâm linh vô cùng huyền bí của người Tày, người Nùng, chứ không phải là của thổ dân Lùng Sa này. Ma gà không phải là con ma xuất hiện từ vong hồn của người chết bình thường. Đó là một lời nguyền, một dạng bùa chú hại người mà theo ta nhớ không nhầm thì những nhà có dòng giống ma gà lại được gọi là nùng lại. Gọi nó là dòng là giống vì đơn giản nó là một thứ quyền phép truyền thừa từ đời này sang đời khác. Nếu thật cũng không tốt thì nó như là con ma thuốc độc, không chịu buông tha cho nhà ai. Nhưng nếu biết cách làm phép thì nó chính là một thứ vũ khí giết người, có thể làm mọi thứ kinh dị trên đời mà người nuôi nó không bao giờ phải trực tiếp nhúng tay. Ông cụ già ngưng lại một lát để lấy hơi rồi mới tiếp tục. Gia đình của ông Pi chết là do ma gà nguyền rủa. hay nói đúng hơn là bị kẻ thù dùng quyền năng ma gà để mà hãm hại. Bảo ngồi lái xe, mặt mũi càng lúc lại càng tái xanh tái xám, không ngờ bản thân lại vướng vào mối thù truyền kiếp như thế này. Nhưng ông cụ ở sau xe thì có vẻ vẫn khá là bình tĩnh hơn. Ông chặn cái chum như là một báu vật bằng kim cương hay bằng đá quý. Bảo định đưa ông già về Hàn Trạm Xá để nghỉ ngơi, cống tiền bày cách để mà hóa giải vấn đề, nhưng ông không đồng ý. Chỉ tay nhắc Bảo đi thẳng đến ngôi nhà sàn của ông Pi để lại. Bảo hơi ngượng nhưng cũng chẳng biết phải tính theo, thôi thì nghe lời của ông cụ vậy. Hắn vừa đến nơi, xe còn chưa dừng chân trống thì ông già đã nhảy phát xuống sân, ôm cái chum sành kè kè leo lên gác. Bà cũng vội vã lên theo, toan gọi cô Diệu xuống để đón khách, nhưng còn chưa kịp đuổi theo ông già thì Bảo đang nghe tiếng sùng sục trong nhà phát ra, lẫn cả tiếng nghiến răng kèn két. Hắn giật vội mình lao lên tung cửa chạy vào trong, rồi sững người kinh hãi khi thấy ông lão đang úp cả cái chum sành lên đầu của cô Diệu. Ông dừng tay lại, ông làm cái trò gì thế hả? Đây là vợ của ông Pi. Ông lão trừng mắt nhìn Bảo, hai cánh tay nhìn già nua yếu ớt nhưng mà lúc này đang cuồn cuộn hiện rõ từng thứ gân to bản, úp thẳng cái chum vào đầu của cô Diệu mà kể cho cô gái đang ở bên dưới dẫy lên đành đạch như là đỉa phải vôi. Ông già nọ nghiến răng rồi bảo, cậu nhìn đi, đây không phải là vợ của ông Pi, bà Pi đã chết từ lâu rồi, đây chính là con ma gà theo ông Pi về nuôi. Bảo choáng váng lắc đầu, hai tai ù đi như là bị điếc. Thế này là như thế nào? Rõ ràng cô Diệu vẫn còn sống sờ sờ, tại sao lại làm ma? Bà không hiểu ông cụ đang nói gì cả. Hắn thậm chí còn nghĩ là ông già đã lầm cầm. Cho đến khi chính mắt của Bảo trông thấy cái chum sành trên tay của ông lão đang chụp xuống càng ngày càng sâu hơn. Ban đầu bà còn nhìn thấy cần cổ trắng ngần của cô Diệu. Nhưng rồi cái chum như thể biến thành một cái thùng không đáy, từ từ nuốt xuống đến vai rồi đến ngực. Phần cơ thể thò ra của Diệu vẫn không ngừng giãy lên đành đạch, nhưng không hề giống một thân thể bình thường. Tay chân của cô vùng vẫy khô khoáng khắp nơi, như thể nó đã bị rút hết cả xương cốt ở trong người. Cái chùm đã nuốt đến ngang lưng eo, toàn thân của Bảo như là bị đóng băng. Chết cứng ở dưới sàn nhà, mồm há hốc ra vì kinh ngạc. Trong giây lát cái chùm đã nuốt đến đùi, chỉ còn lại đôi chân trắng toát vẫn còn đang thò ra ngoài, khô khoáng liên hồi như là đuôi của một con rắn độc. Lão ngừng tay lại khi mà toàn thân của cô Diệu đã bị cái chùm nuốt trọn. Bảo kinh hãi đến tái người như một kẻ tâm thần mất trí, không hiểu nổi hắn vừa mới trông thấy cái gì. Ông lão thở dài khẽ vẫy tay nhắc Bảo lại gần. Cậu nhìn đi. Hắn đờ người, làm cho ông cụ phải kéo sát lại cái chùm về phía của Bảo, giơ miệng cái chùm lên cho Bảo thấy. Quả nhiên bên trong không hề có cô Diệu nào cả, mà chỉ là một tấm thân của một con gà mái lông trắng nhưng đã nát bấy, nhung nhúc đầu đầy ròi bọ. Bảo kinh hãi ú ớ không nói được gì như một người á khẩu. Ông lão liền giải thích. Ta không rõ được nguyên nhân sâu xa của thảm kịch này, nhưng mà trộm đoán rằng có lẽ từ rất lâu về trước, gia đình của ông Pi đã gây thù chuốc oán với một gia đình nào đó có giống ma gà. Những gia đình như thế thường sinh con gái, và cô gái đó sẽ rất lâu mới lấy được chồng. Giá như mà cứ bình thường thì không sao, nhưng vì ông Pi đã gây ra một món nợ gì đó, mối thù ấy đã được gia đình bên kia yểm vào ma gà. Ma gà sẽ đi theo người con gái trẻ nhất trong nhà đến gia đình của đối thủ, một là làm vợ, hai là làm nàng hầu để gây họa cho nạn nhân. Mỗi kiểu gây họa đều có một cái kết cục khác nhau. Nhẹ thì ốm đau hao tài tốn của, nhưng mà nếu nặng thì chắc cậu cũng đã thấy cả rồi đó. Bảo liền đáp ứng. Nhưng mà bây giờ phải làm sao hả cụ? Ông lão liền lắc đầu. Ác giả thì ác báo, ta cũng chỉ có thể thu dọn hậu quả của những mối thù mà thôi. Dứt lời, ông cụ cho cái chum sành vào trong túi vải buộc túm lại, rồi nhắc Bảo đưa mình về am thờ trên núi. Ngôi nhà của gia đình ông Pi kể từ đó bị bỏ hoang, không ai biết là cô Diệu đã đi đâu. Khi có người nói rằng sau hàng loạt những biến cố rùng rợn trong căn nhà ấy, cô gái nọ vì quá sợ hãi mà bỏ đi nơi khác. Chỉ có một mình Bảo biết được rằng thật ra chẳng hề có cô gái nào cả, chỉ có một con ma gà đã chết trong chiếc chum sành mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện